Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, trải qua một ngày thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh và 18 tỉnh thành phía Nam thì có lẽ giờ đây quý vị mong chờ những thông tin về cuộc sống xung quanh chúng ta. Những người thực hiện chương trình luôn mong muốn đem đến những thông tin tích cực, vui vẻ, những câu chuyện đời thường nhưng vô cùng ý nghĩa và cao đẹp trong mỗi buổi sáng. Và thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến đó là vào chiều ngày hôm qua, hơn 300 y bác sĩ của tỉnh Bình Phước đã nhận nhiệm vụ lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương, anh em. Bình Phước, Bình Dương chung dòng sông bé nghĩa tình, trong lúc cả hai tỉnh đều căng sức chống dịch, Bình Phước vẫn hướng về Bình Dương, nơi người anh em đang có những ca bệnh nhiều hơn để hỗ trợ. Thưa quý vị, 300 nhân viên y tế tỉnh huyện, 30 bác sĩ đã nhận nhiệm vụ lên đường cùng hàng chục tấn hàng nhu yếu phẩm hỗ trợ Bình Dương với tinh thần Bình Phước san sẻ yêu thương cùng Bình Dương vượt qua đại dịch. Trước lúc lên đường, những người mang theo tình cảm của đội ngũ y bác sĩ trong tỉnh và tất cả người dân Bình Phước gửi gắm đã có những chia sẻ từ đáy lòng. Tất cả các bạn và chúng ta cũng đều biết rồi, cái đợt dịch Covid này hiện tại đang diễn biến rất là phức tạp và rất là nặng nề ở các cái tỉnh phía Nam. Trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước. Thì chúng tôi hiện tại hàng ngày thì công việc vẫn làm ở khoa, ở bệnh viện công việc thường ngày. Nhưng mà khi nhận được mệnh lệnh điều động của cấp trên là đi chi viện để lấy mẫu cho đơn vị Bình Dương thì chúng tôi sẵn sàng lên đường. Chắc cũng có lo lắng hả? Hai bé còn nhỏ, mình phải nhờ đến ông bà ngoại, mà cũng được, cũng may là cũng có ông bà ngoại cũng giúp đỡ là cũng hỗ trợ rồi để chăm sóc hai bé cho mình đi. Thấu hiểu được cái khó khăn vất vả của cán bộ mà trực tiếp làm phòng dịch. Ở Bình Phước chúng tôi thì những ngày chúng tôi cũng phải làm công tác phòng dịch tại đơn vị như là sàng lọc rồi cũng tham gia công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên là cái tình hình thực tế của Bình Dương thì dịch đã bùng phát mạnh cho nên cũng cần cái sự chia sẻ của các cái đơn vị. Đặc biệt mình Bình Phước là cũng là người anh em với cái tỉnh Bình Dương. Tôi thấy cái công tác mà kêu gọi các bạn tình nguyện là rất là ý nghĩa và giảm bớt cái khó khăn phần nào cho đơn vị bạn. Thưa quý vị, trong thời điểm này, không ai chọn việc nhẹ nhàng mà ai cũng trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, dù bất kỳ lúc nào, dù bất kỳ ở đâu. Đó là trách nhiệm, sự hy sinh cao cả của những người đã chọn nghề y. Còn đối với người dân Lộc Ninh, trong bối cảnh toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản, đồng thời tạo điểm cung cấp rau xanh củ quả với giá bình ổn, huyện Lộc Ninh đã thành lập gian hàng bình ổn giá tại bến xe Lộc Ninh. Gian hàng bình ổn giá này được Hội Nông dân huyện Lộc Ninh thành lập phối hợp với các hợp tác xã cung cấp rau an toàn trong huyện nhằm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rau. Tất cả các loại rau xanh, củ quả tại gian hàng được bán đồng giá 20.000 đồng một kg. Ngay trong ngày, hoạt động đầu tiên khoảng 4 tấn rau xanh các loại đã được tiêu thụ. Chúng tôi đã thông báo rộng rãi trong nhân dân việc sản xuất ra mà hàng không tiêu thụ được thì mang lên đây ký gửi. Chúng tôi sẽ giữ đúng cái giá của người dân gửi đến và cung cấp cho người dân. Đó. Tất cả các mặt hàng tươi sống chứ không chỉ riêng là có rau củ quả. Đó. Vì ở đây bước đầu cho nên là điều kiện nó còn đang hạn chế, tới đây chúng tôi sẽ mở rộng rất nhiều mặt hàng để làm sao đáp ứng được đủ cho bà con trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng này. Điểm bán hàng bình ổn giá sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22 giờ mỗi ngày. Dự kiến điểm bán hàng bình ổn giá này sẽ hoạt động đến hết thời gian giãn cách xã hội. Để tránh người dân tụ tập tại gian hàng, cán bộ Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, sát khuẩn tay khi mua hàng. Tại huyện Hấn Quảng, nhằm đảm bảo lương thực cho người dân trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động phong trào trồng rau xanh trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, đây là giải pháp trước mắt nhằm đảm bảo nguồn lương thực tại gia tại chỗ để có nguồn thực phẩm xanh phục vụ hàng ngày cho người dân. Phong trào này ra đời trước thực trạng các sản phẩm rau củ quả chủ yếu nhập từ địa phương khác vì nguồn cung rau xanh tại chỗ từ các hợp tác xã, cơ sở trồng rau trên địa bàn không đáp ứng đủ nhu cầu cho 101.236 nhân khẩu của huyện. Từ đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phân bổ nguồn giống rau cho 500 hộ dân.
trong đó 200 hộ là hội viên phụ nữ, 200 hộ là hội viên nông dân, 100 hộ là nhân viên trồng trọt bảo vệ thực vật. Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn giống được cấp, các hội đoàn thể lựa chọn đối tượng, địa bàn phù hợp để phân bổ nguồn hạt giống. Trước mắt ưu tiên cho các xã có chợ bị phong tỏa như Tân Hiệp, Đồng Nơ, Tân Khai. Trong cái tình hình Covid hiện nay là rau cỏ rất là khan hiếm, nên chị em cũng giúp đỡ, chị em cho phụ nữ cũng có giúp đỡ hạt giống cho gieo trồng để có phục vụ cho chị em trong ấp, trong xã. Và tôi thấy chị giúp đỡ với hạt giống rất là có ý nghĩa trong việc sản xuất rau và tình hình Covid hiện nay. Sau khi trồng xong thì sẽ nhân rộng cái mô hình cũng như là các hạt giống và sẽ trao đổi những cái mặt hàng rau xanh, tiến hành nhận hạt giống về để sẽ triển khai đến cho hội viên và mang lại một cái hiệu quả lan tỏa rất là rộng, thực hiện cái phương châm đó là lương thực tại chỗ, nhằm để đáp ứng cái nhu cầu rau cho gia đình và bên cạnh đó là sẽ là trao đổi cái mặt hàng rau xanh tại địa phương. Phong trào trồng rau xanh tại gia chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược mà huyện tính đến để thích ứng với tình hình dịch bệnh kéo dài. Trước mắt huyện đang tìm đầu mối kết nối để đảm bảo nguồn cung rau xanh trên địa bàn. Về lâu dài, để giải quyết vấn đề an ninh lương thực bền vững, huyện Hấn Quảng đã xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó chú trọng việc nâng cao năng lực ứng phó, chủ động xử lý kịp thời, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại địa phương trong điều kiện dịch COVID-19, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc chủ động dự trữ, cung ứng hàng hóa, đẩy mạnh nhân rộng phong trào tăng gia sản xuất theo phương châm 4 tại chỗ. Qua phong trào đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của huyện trong vấn đề đảm bảo lương thực lâu dài, qua đó tạo thế trận lòng dân vững chắc để xây dựng pháo đài chống dịch vững chắc. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thưa quý vị, đã 50 ngày trôi qua kể từ khi chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID-19 số 3 trên tuyến quốc lộ 13 huyện Chân Thành đi vào hoạt động, thì cũng là chừng ấy ngày, nhiều cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ ở đây vẫn chưa về thăm nhà dù chỉ một lần. Với tinh thần trách nhiệm, họ vẫn đang ngày đêm cống hiến, hy sinh thầm lặng vì cuộc chiến với đại dịch COVID-19, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Mặt ở chốt kiểm soát dịch số 3 trên tuyến quốc lộ 13 huyện Chân Thành, ngay từ những phút đầu tiên khi chốt được thành lập trong đêm 29 tháng 5. Thiếu tá Nguyễn Tiến Huệ, công tác tại phòng PC08 Công an tỉnh, đã được các cấp lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm chốt trưởng. Công việc hàng ngày của anh là điều hành chung và thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của chốt về ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp. Tuy nơi làm nhiệm vụ chỉ cách nhà chưa đầy 20 km, nhưng đã tròn 50 ngày nay, anh vẫn chưa một lần về thăm vợ và các con. Một bé 10 tuổi và một bé mới tròn 8 tháng tuổi. Ban phòng chống dịch Covid của tỉnh Phước giao cho nhiệm vụ làm chốt trưởng ở đây, bản thân được rất vinh dự, được góp một phần công sức để phòng chống dịch Covid trong tỉnh Bình Phước mình. Mình phải nỗ lực hết mình và để không để sót những người vào Bình Phước mình không khai báo y tế mà không có giấy xét nghiệm âm tính mà vào Bình Phước. Cũng có mặt từ ngày đầu lập chốt, bác sĩ Trần Việt Anh được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Chân Thành phân công làm tổ trưởng tổ y tế số 1 với nhiệm vụ phụ trách công việc điều tra dịch tễ đối với những người vào chốt khai báo y tế và thực hiện báo cáo số liệu hàng ngày của ca trực về trung tâm. Chị có nhà ngay tại thị trấn Chân Thành, nhưng do chồng chị đang công tác xa nhà, nên những ngày qua, hai đứa con phải gửi sang nhà hàng xóm nhờ chăm sóc, để chị yên tâm làm trọn trách nhiệm. Bản thân và các đồng nghiệp cũng cố gắng hết sức mình, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của một cán bộ y tế. Thì chúng tôi mong muốn rằng người dân
trong thời gian sắp tới là trở về với gia đình thì cũng cố gắng thực hiện tốt 5K, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Được sự phân công của Thường trực Đảng ủy xã Thành Tâm, tạm gác lại công việc gia đình, trong 50 ngày qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Tâm Vi Thị Tuyết Lan có mặt tại chốt 24/24 giờ để cùng với các hội viên điều hành công tác hậu cần cho trên 100 nhân viên đang ngày đêm làm nhiệm vụ chống dịch. Lo chu toàn mỗi ngày 4 bữa ăn, đầy đủ thức uống và đảm bảo vệ sinh toàn bộ khu vực chốt hoạt động. Chị còn cùng các hội viên vận động tiền, nhu yếu phẩm với mong muốn phục vụ đầy đủ nhất cho anh em trực chốt cũng như các khu phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn xã. Đối với bản thân mình thì dù có như thế nào đi chăng nữa, trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì bản thân mình cũng sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp công việc gia đình cũng như là công việc chuyên môn để hỗ trợ các anh em lực lượng chiến sĩ tại chốt để đảm bảo cái dinh dưỡng cũng như là điều kiện tốt nhất để cho các anh em tham gia nhiệm vụ. Còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của chốt kiểm soát dịch số 3 vẫn ngày đêm kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đã sống, làm việc ở đây với lòng quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của mọi người trở lại bình yên. Tư tưởng của tôi là chừng nào mà hết dịch thì mới có ý định về thăm vợ con, còn làm nhiệm vụ ở đây thì vẫn chấp hành làm nhiệm vụ và yên tâm tư tưởng công tác tại chốt này. Chúng tôi quyết tâm là cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ của mình. Mong dịch bệnh sớm qua đi. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước tình trạng người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để dùng tại nhà, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ máy thở, bình khí oxy vì vừa lãng phí do không thể tự sử dụng được mà còn tiềm ẩn mối nguy cơ cháy nổ rất lớn, còn có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Đại diện Bộ Y tế cũng khẳng định Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không thiếu máy thở, khí oxy cho người bệnh. Bộ Y tế đã tiến hành khảo sát và đánh giá năng lực sản xuất oxy tại nước ta. Kết quả cho thấy khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao gấp 30 lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện. Do đó, nguồn cung cấp khí oxy cho cả nước nói chung hay tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều không thiếu. Theo Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng thời gian qua, ngành du lịch vẫn đạt được những thành công về mặt quảng bá, tuyên truyền khi ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số vào các hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch còn tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, triển khai hệ thống khai báo an toàn COVID-19 tích hợp vào hệ thống phòng chống dịch quốc gia, xây dựng bản đồ số du lịch an toàn, hệ thống chứng nhận số vaccine để hỗ trợ đón khách du lịch quốc tế. Thảo cầm viên Sài Gòn, vườn thú lâu đời nhất châu Á với 157 tuổi, ngôi nhà chung của hàng ngàn loại động thực vật quý hiếm. Trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, vườn thú đóng cửa không đón khách, nhưng hoạt động chăm sóc bảo tồn vẫn. Cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị ngắm vườn hoa cải dầu đang khoe sắc vàng rực rỡ ở huyện Chiêu Tô, tỉnh Zili Kazakh, Tây Bắc Trung Quốc và những bức ảnh lọt vào vòng cuối giải thưởng nhiếp ảnh thiên văn của năm 2021 vừa được Viện Bảo tàng Hoàng gia Greenwich, Vương quốc Anh công bố. Những hình ảnh này thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị. Chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân. Có diện tích rộng lớn với khoảng 70.000 hecta, hoa cải dầu nở rộ tạo nên một vẻ đẹp hấp dẫn đến mê hoặc. Các ruộng hoa tạo nên những vệt thẳng hàng, màu sắc đậm nhạt khác nhau, trông giống như những tấm thảm hoa sặc sỡ. Hoa cải dầu không chỉ đẹp mà còn được dùng làm thực phẩm và mang lại giá trị kinh tế cho địa phương.
của tác giả người Israel Anna Dobrovolskaya, Minsk, chụp sao đêm và bắc cực quang ở Lapland, Phần Lan. Tác phẩm Dải Ngân Hà Trên Bầu Trời Nước Pháp của tác giả Anh Benjamin Barakas, chụp tại Sato Ensemble. Bức ảnh tốn rất nhiều công sức vì phải canh ánh sáng từ phía lâu đài cùng với thời tiết. Vòng xoáy ánh sáng tạo nên từ cực quang được chụp lại bởi nhiếp ảnh gia Lerin Ryan. Đây là một bức ảnh panorama 250 độ ghi lại hình ảnh một đêm đông ở Islands. Khoảnh khắc đem đến cái nhìn mới lạ của nhiếp ảnh gia Ivan Vujicic về bầu trời đêm, một mối quan hệ kỳ lạ giữa trái đất và vũ trụ. Ảnh được chụp tại Dugi Otos, Croatia bằng kỹ thuật phơi sáng. Dải Ngân Hà Phía Trên Thôn Hoành Thôn ở Trung Quốc, tác phẩm được nhiếp ảnh gia Xia Xiao chụp vào 1 giờ sáng, kết hợp trời sao ngân hà và màn đêm tĩnh lặng của Hoành Thôn. Cảnh người ngắm sao của Antoni Cladera Barcelos, người Tây Ban Nha, chụp trên đảo Menorca, một khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận năm 1993. Một ảnh có nội dung tương tự, Người Ngắm Sao, do tác giả Trung Quốc Yan Ste chụp. Dải Ngân Hà Sáng Bừng Trên Cánh Đồng Hoa Oải Hương ở Valenciennes, miền đông nam nước Pháp, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Stephen Lieberman. Một bức ảnh đêm ấn tượng khác được ghi lại ở vòng đá vôi tự nhiên Tudor ở Lugos, khu vực ven biển nổi tiếng của Anh, bức ảnh do Anthony Sullivan chụp. Maxine Zazak bắt khoảnh khắc bầu trời đầy sao và dải ngân hà tại khu bảo tồn hoang dã Acisebat, San Juan Basin, phía tây bắc bang New Mexico, Mỹ.